Tây Ninh là tỉnh có đường biên giới trên bộ tiếp giáp với Campuchia, Bình Dương, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, nên có nhiều thuận lợi trong hoạt động giao thương và trao đổi hàng hóa. Bên cạnh sự thuận lợi thì cũng xảy ra nhiều khó khăn về quản lý tình hình biên giới trên địa bàn, như các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa diễn ra hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình đó, với vai trò nòng cốt chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã sử dụng nhiều biện pháp, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh quyết liệt, từng bước ngăn chặn đẩy lùi hoạt động buôn lậu trên địa bàn tỉnh. Tại các khu vực cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tăng cường thắt chặt công tác tuần tra kiểm soát, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, ban ngành kiểm tra nghiêm ngặt hàng hóa qua lại cửa khẩu. Không những thế, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh còn tham gia tích cực trong công tác dân vận, tuyên truyền, vận động người dân hăng hái tham gia sản xuất, không tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, giúp người dân hiểu rõ về mối nguy hại của buôn lậu để không tham gia, không tiếp tay, không bao che, không làm ngơ đối với các hành vi phạm pháp. Các chiến sĩ ở đây rất là tích cực, công tác rất là tốt. Khi mà có cái hậu sự giữa ấp với đồn thì có thứ nhất là trộm cướp và tai nạn thì phối hợp rất là nhịp nhàng. Ở đây là nói về biên phòng thì rất là tích cực. Để tìm hiểu về những công tác phòng chống buôn lậu, ma túy và vượt biên trái phép của các chiến sĩ bộ đội nơi đây, chúng tôi theo chân đội tuần tra của Bộ đội Biên phòng Mộc Bài trong hành trình mật phục triệt phá đường dây buôn lậu. Tất cả mọi hành động đều được giữ bí mật tuyệt đối và theo lệnh, kể cả di chuyển để loại trừ tai mắt. Trời vừa chập tối, các chiến sĩ đã vào vị trí và sẵn sàng cho đêm mật phục. Màn đêm buông xuống, mọi người đều yên bặt theo dõi, không dám cử động vì sợ bị phát hiện. Theo dõi đến khuya thì xuất hiện một chiếc xe máy chạy ngang qua. Với kinh nghiệm, các chiến sĩ đã phối hợp ăn ý với nhau để bắt gọn xe thuốc lá lậu chạy phía sau chiếc xe dẫn đường vừa mới chạy qua. Hàng hóa và chiếc xe được đưa về đồn để tiếp tục điều tra xác minh. Theo ghi nhận vào ngày 2 tháng 7 năm 2018, tại ấp Đông Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác đồn biên phòng Cà Tum, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang làm nhiệm vụ ngăn chặn trên biên giới, thì phát hiện hai đối tượng nam là Đỗ Minh Thọ, sinh năm 1994 và Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1995, đang điều khiển xe mô tô hai bánh, biển kiểm soát 70T1-7546, hướng từ Campuchia theo đường mòn về Việt Nam. Sau khi kiểm tra, phát hiện hai gói ni lông màu trắng, chứa tinh thể rắn màu trắng dạng đá. Sau khi giám định, hai gói trên chứa 1,278 gam ma túy đá. Để thực hiện tốt công tác quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, tháng 4 năm 2018, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã phối hợp với các lực lượng chuyên ngành trên địa bàn huyện Bến Cầu tổ chức cuộc họp đề ra các giải pháp đấu tranh chống lại hoạt động buôn lậu và triển khai lực lượng thường trực 24/24 giờ tổ chức mật phục ngăn chặn trên địa phận Tà Pen. Sau 2 tháng triển khai, đã phát hiện và bắt giữ 21 vụ buôn lậu thuốc lá với 24.450 bao thuốc lá các loại. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh còn tăng cường công tác phòng chống và xử lý nghiêm những trường hợp vượt biên trái phép trên địa bàn biên giới tỉnh. Nhiệm vụ mà chống buôn lậu là cũng là một trong cái nhiệm vụ mà hàng đầu mà được coi như Đảng ủy Bộ Chỉ huy xác định trong công tác quản lý bảo vệ biên giới để nhằm để ổn định coi như cho coi như ở khu vực biên giới nói riêng cũng như cả nước nói chung để tạo điều kiện ổn định về để cho phát triển kinh tế. Xác định cái nhiệm vụ như thế cho nên từ cái công tác lãnh đạo trong các cái nghị quyết rồi trong các kế hoạch, nhiều kế hoạch của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong vấn đề công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại trên biên giới. Thì trong thời gian vừa qua, vấn đề này cũng đã các đơn vị coi như Bộ đội Biên phòng coi như các đồn biên phòng cũng đã quán triệt cho đến từng cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ này cho tốt, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh còn làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường giáo dục, rèn luyện để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tuyệt đối vững vàng trên mọi lĩnh vực. Đồng thời cũng tiến hành coi như công tác bảo vệ nội bộ, sắt siết chặt trong bảo vệ nội bộ khi có dấu hiệu, rồi khi có dấu hiệu thì phải tiến hành coi như kiểm tra thanh tra, rồi có cái hướng xử lý cho nó thích đáng. Chẳng hạn như nhiều cái biện pháp, nhưng trong đó biện pháp giáo dục chính trị tưởng, đặc biệt là công tác bảo vệ nội bộ là gì? Có mấy cái không. Thứ nhất là không bao che, không tiếp tay,
và coi như là không để người thân trong gia đình mà là để tham gia buôn lậu, để phục vụ cho đấu tranh chống buôn lậu được đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian vừa qua. Buôn lậu và gian lận thương mại là một trong những nguyên nhân chính gây hại nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia, làm suy yếu các ngành công nghiệp, nền sản xuất địa phương, giảm lượng hàng hóa nhập khẩu hợp pháp và nguồn thu ngân sách nhà nước. Chính vì vậy mà công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại luôn là điều cấp thiết. Và để thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu, đồng thời giữ vững an ninh khu vực biên giới, cửa khẩu và địa bàn nội địa, cần có những phương án, kế hoạch hợp lý và sự phối hợp ăn ý của bộ đội biên phòng với nhân dân và các cơ quan chức năng, ban ngành để có thể phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.